Thưa quý vị, một củ sâm trọng lượng lên đến 3 lạng có giá chỉ vào khoảng 20 triệu đồng. Chuyện khó tin này lại là thực tế đã diễn ra từ nhiều năm nay. Và đây chỉ là một trong rất nhiều điều phi thực tế đã được thể hiện trong phần trước của chương trình khi phóng viên của chúng tôi thâm nhập vào hàng loạt địa điểm mua bán sâm giả trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Còn bây giờ trong phần tiếp theo của chương trình, quý vị sẽ có dịp để chứng kiến những sự thật được phơi bày về cái lâu nay vẫn bị nhầm tưởng là sâm Ngọc Linh đang trôi nổi tràn lan trên thị trường. Sau khi phần đầu của loạt phóng sự mang tên Theo dấu sâm giả Ngọc Linh được phát sóng, chúng tôi đã nhận được khá nhiều ý kiến phản hồi và sự đồng tình từ khán giả. Đặc biệt, một trong số ấy đã cung cấp thêm cho chúng tôi những thông tin về một củ sâm Ngọc Linh thật, có tuổi đời khoảng 25 năm, trọng lượng 1,5 lạng, vừa được bán thành công tại thành phố Hồ Chí Minh với giá lên đến 350 triệu đồng. Lại thêm một đối chứng tố cáo bản chất của sâm giả Ngọc Linh, đa phần đều có trọng lượng khủng hơn, với số lượng không hạn chế, mà giá thì rẻ hơn cả chục lần. Bởi vậy, khi xâm nhập vào hàng loạt địa điểm mua bán sâm ở thị trấn Đắc Tô và thành phố Kon Tum, không quá khó để chúng ta nhận ra là có quá nhiều điều bất thường đang diễn ra tại đây. Tựu trung lại, bất cập lớn nhất và cũng là kẻ hở dễ dàng nhận ra nhất là ở giá cả và số lượng. Nếu là sâm thật thì không thể nào có nhiều với số lượng gần như không hạn chế, và đặc biệt là không thể nào có giá bèo bọt như vậy khi so với giá trị thật của sâm Ngọc Linh. Những vấn đề này sẽ lần lượt được chúng tôi kiểm chứng để phơi bày sự thật. Như chúng ta đã biết, hiện nay sâm thật chỉ có trên núi Ngọc Linh, chủ yếu tập trung ở hai huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Đây cũng là những nơi đang tập trung vào việc bảo tồn, nhân giống để từng bước mở rộng diện tích trồng sâm trên đỉnh Ngọc Linh và tiến đến xây dựng thương hiệu sâm quốc gia. Dĩ nhiên những người có trách nhiệm ở đây sẽ là những người am hiểu về loại sâm quý hiếm đã được cả thế giới biết đến này. Đầu tiên là về sản lượng của cái gọi là sâm Ngọc Linh. Với những địa chỉ mua bán mà chúng tôi từng đặt chân đến, có thể nói là cần bao nhiêu sâm cũng có, mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt, chỉ riêng một đầu mối ở thành phố Kon Tum, trong kho đang trữ một lượng sâm lên đến 20 ký. Cộng với hàng chục điểm bán lẻ khác, lượng sâm trôi nổi hoàn toàn có thể lên đến cả 100 kg. Bây giờ ví dụ như trong hai tủ của mình là có tổng cộng được bao nhiêu ký đấy anh Phúc? Khoảng 20 ký. 20 ký. Hiện nay thì không thể nào mà gom đủ được 20 kg. Thứ nhất á, nếu mà công ty á, mà trồng sâm thì công ty này đang trồng nhân giống mà bảo quản nguồn gen sâm của Ngọc Linh thì chỉ có là trồng bảo quản và nhân thôi chứ còn không có kinh doanh. Nên hiện nay mà trên địa bàn huyện mua với số lượng một lần mà 20 kg thì không bao giờ có. Theo mình tin thì chắc là không có đâu. Tại vì cái người ta bà con ở đây nếu mà người ta đi lấy không thể có được như thế được. Còn một tuần như thế tôi nói như ban đầu là nó khoảng tầm có nhiều nhất một hai lạng thôi chứ không thể có 20 ký như vậy được. Ngay cả ở vùng rốn sâm cũng không bao giờ có cùng lúc vài chục kg sâm. Vậy còn giá cả thì sao? Đa phần các điểm bán sâm trôi nổi, cái gọi là sâm Ngọc Linh loại nuôi trồng đều có giá dưới 40 triệu đồng mỗi kg. Đặc biệt tại điểm từng nhận là đầu mối cung cấp giá chỉ 8 triệu đồng. Cái này là loại này là bao nhiêu? 35 triệu một ký. Cái này bao nhiêu lạng đây chị? Cái đây là 25 triệu một ký anh. Loại đây là 8 triệu một ký. 8 triệu ký hả? Người am hiểu và có trách nhiệm tại những địa phương có sâm Ngọc Linh thật nhìn nhận như thế nào về mức giá phi thực tế này? Giờ giá bán trong đây thì có thể hơn 50. Chứ không thể là một ký 8 triệu không có đâu. Cái đây mình không xác định được nó là cái gì nữa. Nó quá bất hợp lý thì vì hiện nay á, trên công ty cổ phần sâm Ngọc Linh á, mà nếu có bán á, thì số lượng 1 ký mà loại 1 ký 20 củ á, từ hiện nay nó đã nằm ở giá 65 triệu rồi. Còn nếu 1 ký 10 củ là 70 triệu. Đó, và sâm mà hiện nay mà 1 ký mà 8 triệu 1 ký thì cái này không phải là sâm Ngọc Linh rồi.
không bao giờ tin, tại vì hiện nay sâm hai củ một lạng tại Việt Nam Đồng My là hiện nay giá thị trường mà người dân bán ra đã là 56 triệu một cân. Đó là đối với sâm trồng. Còn với cái được gọi là sâm Ngọc Linh tự nhiên thì sao? Với số lượng gần như không hạn chế, trọng lượng mỗi củ từ trên một lạng đến vài ba lạng. Loại củ này đang được bày bán công khai dưới mác sâm tự nhiên Ngọc Linh. Giá của nó thường dao động xung quanh mức 40 triệu đồng. Còn với loại củ lớn nhất thì có giá chừng 70 triệu đồng mỗi ký. Tại sao cái này hàng trồng? Hàng trồng là dân lắm trồng rồi. Biết rồi, nó nhỏ xíu xíu thế này mà 40 triệu. Còn cái này nó lớn, cái này nó có quý thế này mà có 45 triệu chị. Đáng lẽ nó phải đắt hơn nhiều chứ. Đắt hơn 5 triệu mà còn gì nữa. Dạ. Mình có sâm tự nhiên không? Sâm tự nhiên có. Đó dạ. Tiêu tiên. Thế là một làng mà đó là 17 triệu. Được coi là họ đó là sâm trồng. Chính tầng ái còn cái. Riêng cái này là vào tranh 100 triệu, vì nếu như cái này là thuộc dạng là sâm tự nhiên thì 1 kg 3 củ. 1 kg 3 củ này thì ít ra cái này giá thị trường mà thương lái Hà Nội mà mua các nhà thuốc Đông y á là mua phải giá tầm 300 triệu một ký, chứ không phải dễ. Vì không thể nào tìm được. Không có để tìm ra được cái này. Như vậy có thể thấy, sâm Ngọc Linh chính hiệu, dù có nguồn gốc tự nhiên hay loại được nuôi trồng, đều đang cực kỳ khan hiếm và được bảo tồn nghiêm ngặt. Vậy thực tế, những gì chúng ta vừa biết, nó là loại củ gì mà được bán tràn lan với số lượng lớn và giá thấp một cách bất thường như vậy? Từ nhiều năm nay, ông Hồ Quang Bửu là người khởi xướng và rất tâm huyết với đề án xây dựng và phát triển sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Trải qua nhiều năm lăn lộn trên thực địa, ông là người am hiểu đến từng chân tơ kẽ tóc của loại sản vật quý hiếm được thiên nhiên ban tặng này. Trong khoang là mình cắt ra lẫn có cái màu. Trong không bao giờ có rồi. Bây giờ tìm nó ra để nuốt lên thì ra, mà nó một bao mấy ký như vậy. Tại vì thứ nhất là cái này nè, cái sâm lẫn không bao giờ. Cái sâm nó không cái mắt nó không là liên tục ra em nè. Dạ. Cái mắt nó phải dứt dắt. Và nó có cái tai sâm. Cái tai sâm là cái củ nhỏ được gọi là tai sâm. Và cái rễ của hắn là đất mịn, có cái thứ này thì không. Nghĩa là không phải là không phải là sâm Ngọc Linh. Không phải là sâm Ngọc Linh. Chắc chắn. Dạ. Chắc chắn luôn. Tự nhiên tổng hòa thái cái này có giống không? Cái này là tam thất pho, không phải là sâm. Nó là tam thất pho. Đây, khi mình cắt ra thì nó có một cái màu trắng như thế này. Nếu mà củ này á, cắt ra là hắn chỉ có một cái viền nhỏ thôi. Đó, còn cái củ sâm thật đây, cũng là nhìn đàng hoàng biết được. Đó, đây là sâm thật này. Khi hắn có rất là nhiều rễ này, rễ cong ra. Và cắt ra là nó có một cái vòng tím này. Trong một vòng ươm. Đây cái vòng tím này gọi là saponin nè, hợp chất saponin này. Là chất quý nó nằm ở đây đấy. Đó. Đến đây thì chúng ta đã có thể khẳng định hiện tượng sâm giả Ngọc Linh được mua bán tràn lan đến mức vô tội vạ trên thị trường là một thực tế cần phải thẳng thắn nhìn nhận. Đó cũng là lý do nó được bán với giá rẻ hơn rất nhiều so với giá trị thật, mà nếu người mua không tinh ý sẽ rất dễ nhầm lẫn. Hệ lụy đầu tiên của việc này là khiến không ít người rơi vào cảnh tiền mất tật mang, kể cả những ai đang mang trong mình trọng bệnh cần đến sâm như một biệt dược làm hy vọng cuối cùng. Nguy hiểm hơn, hiện tượng sâm giả trôi nổi ngoài thị trường về lâu về dài sẽ có những tác động rất nguy hại và khó lường đến sâm Ngọc Linh thật. Vì sâm chúng ta là một trong năm loại sâm quý của thế giới. Chính vì vậy mà cái hàng giả nó làm nhiều cũng đúng thôi. Vì cái kinh tế, vì cái gì đó người ta làm sâm giả. Nhưng cái này nó rất là nguy hiểm tới một cái thương hiệu sâm quốc gia chúng ta. Rất là băn khoăn vì hiện nay là trên địa bàn thì đang bảo tồn về cái sâm Ngọc Linh. Mà nếu như hiện nay mà số lượng sâm như vừa mà thông tin cho mình đó, thì mình nghĩ đó không phải là sâm, khả năng đó là tâm thất bát ở người bác người ta đưa vào. Thì hiện nay mà nếu để cho những cái sâm đó mà nó đưa vào địa bàn của huyện đây là một nguy cơ rất là lớn.
Đó là những nguy cơ hoàn toàn có thật. Việc bây giờ là phải làm gì để bảo vệ thương hiệu sâm Ngọc Linh chính hiệu, lợi ích chính đáng của người trồng sâm cũng như người sử dụng. Thì đây là một vấn đề mà cần các ngành chức năng và xem xét và xử lý nằm ngăn chặn ngay, không cho cái tâm thất bát và những cái sâm giả dâm nhập vào trong cái địa bàn huyện. Tôi cũng đề nghị thì các cơ quan chức năng của chính phủ cũng như của tỉnh, của huyện vô cùng mạnh mẽ cái việc này. Nếu như không đúng là sâm Ngọc Linh thì chúng ta có cái xử lý theo cái hình thức pháp luật mà nhà nước Việt Nam quy định, mà phải xử lý nhanh, gọn và rõ ràng để làm an lòng dân khi phát triển cây sâm Ngọc Linh này. Trong thực tế, đã có một số vụ mua bán sâm giả bị phát hiện và bắt giữ ngay tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Nhưng điều khiến mọi người quan tâm hơn cả chính là phải xử lý như thế nào cho đủ sức cảnh báo và răn đe đối với hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ lớn hơn này. Mình mổ xẻ ra thì thấy rằng nó chứa đựng hành vi là sản xuất mua bán hàng giả, là một hành vi. Hành vi thứ hai là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng mà đối với các tội mà nó được hình thành bởi một chuỗi hành vi á, thế thì theo nguyên tắc chuyển hóa thì nó sẽ được chuyển hóa về cái tội là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chẳng thế mà ngay trong lúc thực hiện phần quay tiền kỳ của loạt phóng sự này, một trong những đầu nậu chuyên cung cấp sâm giả đã tìm mọi cách liên lạc với phóng viên chương trình Nói Điều Muốn Nói, gạ gẫm việc bỏ qua mọi chuyện và để cho mọi thứ tiếp tục rơi vào im lặng như lâu nay vẫn thế. Cái đấy cái anh lái ở đâu đó anh Phúc? Cái nguồn không phải nói là anh lấy chỗ quân Minh á. Minh là một này, Minh Diễn vẫn là ba. Cho nên là các ba đó thì là trong bản nhà anh ở đấy, vậy là bản cả gia lái nữa. Ý là cái nguồn gốc của cái hàng đó là ở đâu anh? Đang trên báo chí cũng nói là đô có đô Trung Quốc đúng rồi kia đó. Khoảng 20 kg. 20 kg. 20 kg thì không bao giờ có. Rồi đây là 8 triệu ký. 1 ký hay 8 triệu không có đâu. Khả năng đó là tâm thất bát, ở người bác người ta đưa vào. Cái này rất là nguy hiểm tới một cái thương hiệu sâm quốc gia chúng ta.